Chúng ta sang phần tiếp theo là phần danh pháp nhỉ. Danh pháp của Esther ấy. Danh pháp của Esther là một cái nó rất là quan trọng với Esther. Bởi vì là khi mà giải bài tập hay là khi ta đọc đề thì ta phải nắm được là cái tên này thì nó là cái công thức cấu tạo nó như thế nào và cái công thức cấu tạo này nào công thức cấu tạo này thì tên nó như thế nào. Thì nó rất là quan trọng nên là à, cái phần danh pháp của ester này các bạn cần phải nắm thật là vững. Thế thì để mà gọi tên được danh pháp của ester này thì thì Minh đã có cho các bạn là nó phải phụ thuộc vào hai cái. Chúng ta cần phải nắm vững hai cái, một cái là tên axit và một cái là tên gốc. Thì cái tên axit và cái tên gốc thì thầy Minh đã hướng dẫn các bạn rồi. Đúng không? Thế thì bây giờ nhá, mình có, chúng ta học hồi lớp 11 rồi mà, mà thầy cũng đã nhắc lại rồi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đi vào danh pháp của ester. Thì chúng ta sẽ có là danh pháp của ester đơn chức nhá danh pháp của ester đơn chức là cái thằng mà hay gặp nhiều nhất thì uh, ester đơn chức thì chúng ta được viết nó là r coo -O r phải với ester đơn chức thì chúng ta chia thành hai bộ phận nhá đây là gốc là gốc r phải được chưa? và gốc thứ hai là gốc r -C -O. Đấy thì ta sẽ có là tên của ester thì nó được hợp thành bởi hai cái bộ phận như vậy được chưa? Tách ra như vậy. Thì ta có là tên của Esther đơn chức thì nó bằng là tên gốc R phải được không ạ? Được không ạ? Cộng với tên của gốc RCO được chưa? Tên của gốc RCO. Tên của gốc RCO thì là là tên của axit đấy, R COO Thì tên gốc RCO này chính là Tên gốc RCO này chính là Tên Của axit Tương ứng Bỏ x Bỏ x tí nhá Bình thường là axit nó có x Được chưa Thay bằng AT Thay bằng AT Nhá. Bỏ x mà thay bằng ate. Được chưa? Thế thì tên của axit tương ứng ý thì chúng, thì chúng nó lại rất là bọn axit thì nó lại có cả tên thay thế và cả tên thường. Thế thì cả tên thay thế và cả tên thường chúng ta đều áp dụng công thức này. Nhá. Được không ạ? Thầy lấy cái ví dụ cái anh đầu tiên, cái anh axit đầu tiên, cái anh ester đầu tiên, cái anh ester mà thuộc dãy đồng đẳng đầu tiên HCOO CH3 đi. Được không ạ? thì cái anh này này cái gốc R ER của nó là gốc CS3 đúng không? Cái gốc R ER của nó là gốc CS3 và gốc CS3 thì nó có tên là methyl. Được chưa? Tên gốc RCO đây, HCO thì chúng ta nhớ đến là axit tương ứng là HCOH. HCOH thì nó là axit formic. Đúng không? Thì giờ mình sẽ bỏ cái X đi. Sẽ là Fox mes đúng không bỏ x thêm ate nhá methin formate đấy thì đấy là cái tên của cái gốc hco tương ứng gọi với lại tên axit hcoh theo tên thường là formic còn nếu mà theo tên thay thế thì nó sẽ là vẫn là methin rồi đúng không còn axit mà theo tên thay thế thì axit này có một c thôi, đúng không thì axit có một C mà no thì nó là methan đúng không? Bình thường sẽ là methan OX. Thì bây giờ là methan, methan gì? OX. O, o AT. Đấy, đây là tên của ester nhá. Yeah. Rất thú vị. Và ta sang gọi một vài cái thằng thú vị nữa đi. Và cho quen đi. Để lấy ví dụ HCOO CH5 này CH3 COO CH3 này CH3 COO CH5 này Đấy, Gọi một vài cái tên thú vị đi Để cho các bạn tập luyện Gọi tên cho nó quen thuộc đi Nhá, Cho nó giỏi lên Được không ạ Thế thì đầu tiên ạ các bạn cùng quan sát nhá nhóm thế này CH5 thì nhóm thế này nó tên là ethin đúng không thì nó là ethin format được chưa ethin format nhá còn này format là cái mà các em gọi theo là danh pháp cũ format được chưa thứ hai ạ à, nếu mà theo tên thử tên thay thế thì vẫn là ethin đúng không dạ methane os methane os đấy các bạn chú ý có hai cái tên nhá cái này là chương trình sách khoa khoa mới nó khác hẳn sách giáo khoa cũ sách giáo khoa cũ ngày xưa các em chỉ cần học cái tên nhóm thế với lại tên thường của axit thôi còn sách khoa mới thì các bạn phải thêm cả nhóm thế với lại tên của tên 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 thay thế của axit nữa đấy, nên nó hơi lằng hoàng Tương tự tiếp tục ạ Anh này là gì? metin đúng không? Nhưng cái anh axit này khác rồi Axit này là Đầu này là đầu CH3CO Nếu nó là acetic đúng không? Thì mình sẽ phải đổi ac C Đã nhé bỏ X này Thêm AT Acetate Đấy chưa? Acetate Nhá Tương tự Anh này vẫn là metin đúng không? Vẫn là metin đầu này nếu mà theo tên thay thế thì nó có 2 C mà nó no nên nó sẽ là ethan OS đây ethan OS nhá đấy dễ thôi rất đơn giản nó chẳng có gì khó khăn cả các bạn tự gọi tên vào vở nhá thì hướng dẫn các bạn gọi tên thêm một chút nữa cho nó quen một vài cái anh nó hay thi C2H5 COO CH3 CH3 COO CH nối đôi CH2 Cứ gọi tên nhiều nhiều phải cho nó quen thuộc H COO CH2 CH nối đôi CH2 <cười> <cười> CH2 nó đôi CH COO CH3 Đấy. Cứ gọi nhiều nhiều cho nhớ Nhá. Hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta gọi nhiều nhiều cho nhớ Anh này là gì các em nhỉ Nhóm thế là nhóm thế Ethin đúng không Nên nó sẽ là Ethin Đầu là đầu axit là Acetate Ok Ấm luôn nhá Tương tự như vậy thì nó vẫn là ethin. Nhưng đầu axit này là no và có 2C nên nó sẽ là gì ạ? Ethan OS. Được chưa? ạ? Thế đến đây thì bây giờ thầy xin phép là thầy gọi theo một tên thôi nhá. Thầy gọi theo tên cái đầu của axit thì gọi theo tên thường thôi. Được không ạ? Cho nhanh. Được không? Nào anh này sẽ là gì nhỉ? Methin. đầu axit này có 3 C đúng không ạ? Mẹ em phải prop. Prop thì nó sẽ là gì ạ? Propi. Đúng không? Pro O X đấy như là OX. Propi OX. Thì đây là OX. Được chưa? ấy căng thẳng phết nó không nó không phải là dễ dàng đâu nó không là quá dễ dàng với lại tất cả các bạn đâu nó khó phết đấy nên là các bạn đừng có khinh thường nó nhá các bạn phải gọi tên thật chuẩn cho thầy được chưa chỉ khi và chỉ khi mà chúng ta gọi tên chuẩn đấy của các cái anh hợp chất hữu cơ này này thì chúng ta vào trong bài tập ấy chúng ta làm nó mới ngon lành cảnh đào được được không ạ còn nếu không là toang đấy Và ropi On À chỗ này thì thiếu chữ N On On hết Được chưa Đấy nha Tiếp tục nha Tiếp tục nha Cứ bình tĩnh Đâu có đó hết Chưa xong bọn đơn chức mà Ở đây anh này là gì ạ Nào anh này là gì Nhóm thế này là nhóm thế vai đúng không Vinyl Vinyl gì đây nhỉ? Acetate Ok chưa? Đấy, phải học nhóm thế nhá Đến hôm nay là phải nhớ nha Anh này ạ à? Anh này là Alin Alin Formes. Đấy, thì cho nhiều cái ví dụ này Để muốn nhắn nhủ với các em rằng là Học đi Cũng phải toàn đấy nhá tiếp tục anh này sẽ là gì methin methin gì đây đầu axit này có nối đôi đầu axit này có chứa nối đôi thì tên thường của nó là gì methin gì Đấy, đầu axit này Acrylate nhá rồi chính xác rất tốt rất tốt Thêm đi, thêm đi, còn nhiều Viết nhiều cho nhớ CH2 C CH3 COO, CH3, anh này ứng dụng quan trọng này Anh này ứng dụng quan trọng này Anh này ứng dụng rất rất quan trọng luôn Nhá À HCOO C6 H5 HCO C6H5 C6H5 COO C2H5 tăng level dần dần tăng level dần dần CH3 COO CH2 này CH2 này CH này CH3 này CH3 này <laughs> Nào gọi tên cũng thấy nào Anh này là gì ạ? Methin đúng không? Methin Methin ạ Methin gì nào? Methin gì nào các em? Methin gì ạ? ấy, căng đét luôn Thầy tin chắc rằng là, là nó rất là căng Đấy, Các bạn cùng cùng comment nhá Mê ạ Mê gì? Đúng rồi Mê chỗ này các bạn chú ý này Thầy, dạy, thầy hướng dẫn các bạn cách cách nhớ Đây là nhóm CS3 thêm vào đúng không? Thêm vào ở trên cái khung Acrylate thì thêm cái nhóm CS3 vào thì nhóm CS3 là methin thì bây giờ bỏ ini thì là meter. Xong gắn tiếp cái trục gắn tiếp các bọn acrylate vào methyl acrylate đấy thế cho dễ nhớ methyl methyl acrylate đấy chưa nhỏ đúng rồi chính xác nhóm C6H5 này là nhóm phenin formes phenin formes đấy luyện tập đọc nhiều vào luyện tập đọc nhiều vào cho nâng cao level lên được không ạ đọc tên là phải gọi thật nhiều. Đây bây giờ đến đa chức, đa chức, đa chức các bạn hỏi. COO CH3 COO CH3 nhá Và cái ví dụ cuối cùng, Và cái ví dụ cuối cùng về gọi tên COO CH3 COO CH5 Được chưa Anh này gọi tên này Anh này sẽ là ethin Ethin gì nhỉ Acid AS, acid benzoic Nên nó sẽ là Đây là acid benzoic Nên nó sẽ là benzoate AT Gọi là benzoic Nhá Benzoic Đúng rồi các bạn chọn đấy. Anh này là gì ạ Iso -amin iso amin ac at ac iso amin ac đấy nào giờ đến anh dưới ạ à. các bạn nhìn kỹ này anh này có hai nhóm xét ba đúng chưa nên nó sẽ là đi methin đúng không? đầu axit là đầu oxalic thì nó sẽ là oxalate được chưa? dimethin oxalate rồi anh cuối cùng này thì nhóm thế này nhóm thế methin nhóm thế này nhóm thế ethin m với e thì e đứng trước nên tên gọi nó sẽ là ethin methin đúng không ạ? oxalate rồi ok trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta về cái gọi tên, danh pháp của Esther. Đó.